Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè với những đợt mưa nắng thất thường khiến cơ thể bạn dễ cảm cúm. Tuy nhiên, cảm cúm là một căn bệnh tương tản nên bạn có thể uống kháng sinh điều nhẹ hoặc ăn những món ăn giải cảm được chế biến từ những thực phẩm tự nhiên, giúp xua tan cảm cúm hiệu quả. Trong chương trình ngày hôm nay, xin giới thiệu tới quý vị và các bạn 6 loại thực phẩm giúp giải cảm hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Nhóm thực phẩm giàu vitamin C. Vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng, tăng khả năng chống đỡ của cơ thể với virus cúm, có nhiều trong các loại hoa quả như cam, chanh, kiwi, đu đủ. Theo nhiều nghiên cứu của các chuyên gia y tế, các món ăn có vị chua giúp cải thiện sức đề kháng, tăng khả năng chống đỡ của cơ thể trước sự tấn công của bệnh cảm cúm tuy nhiên nên thận trọng khi dùng cho người viêm nát dạ dày, hành tá tràng do có thể dẫn đến thừa axit. canh gà, amino axit có trong thịt gà có chứa nhiều dinh dưỡng giúp tăng cường sức đề kháng và bồi bổ cơ thể. Theo nghiên cứu của trung tâm y học ở Mỹ, canh gà có thể cải thiện những bệnh về họng và đường hô hấp. Nó đặc biệt có hiệu quả trong việc điều trị các triệu chứng mà cảm cúm gây ra như ngạt mũi, chảy nước mũi, ho và đau họng. Bởi các amino acid có trong thịt gà có chứa nhiều dinh dưỡng có thể làm tăng sức đề kháng của cơ thể. Ăn tỏi Trong tỏi chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, tính ấm, giúp tăng cường sự lâu thông khí huyết, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong tỏi có hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất trong các loại gia vị. Theo đông y, tỏi có vị cay, tính ấm, có thể tăng cường sự lưu thông khí huyết, sát trùng, sát khuẩn, cải thiện độ mỡ trong máu, tăng cường sức đề kháng để phòng chống nhiều loại bệnh. Đặc biệt, tỏi có tác dụng rất tốt trong phòng chống cảm cúm. Cháo hành, tía tô nóng, Tinh dầu trong tía tô có tính kháng khuẩn và diệt khuẩn cao giúp cơ thể đào thải độc tố chống lại cảm cúm. Cháo hành tía tô nóng dường như là món ăn giải cảm nổi tiếng nhất mỗi khi chúng ta bị mắc bệnh. Một tô cháo hành tía tô nóng sẽ giúp cơ thể toát mồ hôi, có tác dụng giải cảm rất tốt. Hơn nữa, món ăn nhẹ này giúp dễ tiêu hóa, tạo cảm giác ngon miệng khi cơ thể mệt mỏi. Đây là món ăn đặc biệt tốt cho người bị cảm cúm. củ cải, củ cải trắng giàu vitamin A, C, canxi và các chất chống oxy hóa cũng như những enzyme hỗ trợ tiêu hóa giúp cơ thể đào thải độc tố, ngăn ngừa và hỗ trợ chữa trị cảm cúm. Củ cải có tác dụng đặc biệt trong việc phòng chống và chữa trị cảm cúm. Vì vậy, khi bị cúm, bạn có thể ép nước củ cải, sau đó cho thêm một chút nước gừng, thêm đường hoặc mật ong có thể uống từ 2-3 lần trên ngày trong thời gian 2 ngày. uống nước mật ong chanh ấm. Nước ấm giúp giảm đau họng, chanh chứa nhiều vitamin C, mật ong có chất kháng virus tự nhiên giúp diệt virus gây bệnh, giảm ho và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Mật ong chứa tới 70 chất quan trọng cho cơ thể như canxi, kali, natri. Ngoài ra mật ong còn chứa nhiều loại vitamin như B1, B2, B3, B5, B6, E, K, C và caroten rất tốt cho cơ thể. Chanh dầu vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng và chữa cảm hiệu quả. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, xin được đưa ra một số thói quen xấu mà dân văn phòng thường mắc phải, khiến cho sức khỏe ngày càng đi xuống. mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.